Eiffel tại Paris hoa lệ của Pháp, tháp nghiêng Pisa tại nước Ý cổ kính, tháp đồng hồ Big Ben tại Anh xứ sở sương mù, tháp Burj Khalifa của Dubai giàu có. Mỗi công trình biểu tượng trên đều được xây dựng theo những lối kiến trúc riêng biệt, được thực hiện bởi những kiến trúc sư tài ba, và một trong những kiến trúc nổi tiếng thế giới đó là kiến trúc Obelisk bút đá tháp, biểu tượng kiến trúc linh thiêng trong tín ngưỡng Ai Cập cổ. Hiện chỉ có 29 obelisk còn tồn tại và 9 trong số này còn lưu lại tại Ai Cập, số còn lại đã phân tán khắp thế giới. Một số công trình obelisk khác trên thế giới hiện tại có thể kể đến như obelisk tại quảng trường Concorde, Paris, Pháp, cao 22,37m, nặng gần 230 tấn. Obelisk tại quảng trường Thánh Peter, Vatican, cao 25,5m, nặng khoảng 326 tấn. Obelisk Cleopatra's Needle, London, Anh, cao khoảng 21m, nặng 224 tấn. Và Obelisk Cleopatra's Needle, New York, Mỹ, cao khoảng 21m, nặng 200 tấn. Bên cạnh các obelisk cổ, đài tưởng niệm Washington, Mỹ là công trình hiện đại nổi tiếng nhất, lấy cảm hứng thiết kế từ chính obelisk Ai Cập này. Tại Việt Nam, có một công trình được lấy cảm hứng từ obelisk Ai Cập cổ đại, đó là tháp biểu tượng Victory tại dự án khu đô thị Danco City Thái Nguyên. Được xây dựng với chiều cao 42m, Victory được tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam đánh giá là tháp biểu tượng cao nhất Việt Nam. Bắt đầu từ ý tưởng của chủ đầu tư, từ bản thiết kế 3D, sau 6 tháng thi công trong sự cần mẫn, miệt mài cả ngày lẫn đêm của 25 thợ lành nghề và 5 kỹ sư, tháp biểu tượng Victory đã hiện hữu, uy nghi và tráng lệ. Thiết kế tháp giống hình tượng bút đá tháp, đế tháp được thiết kế hình tam giác đều với tượng sư tử nằm trên bệ lát đá nhìn về ba hướng. Anh Hạ Hồng Quang cho biết. Tháp biểu tượng tại dự án nó là một tháp 42m. Trong quá trình thi công, chúng tôi có những khó khăn nhất định. Ở độ cao 42m, chúng tôi có cái việc mà thi công những cái đốt cuối cùng cũng rất là khó khăn. Thi công ở trên cao thì nó đòi hỏi tất cả các yếu tố, nào là về an toàn lao động và vẫn phải đảm bảo về cái mỹ quan, rồi cái tính chất làm sao mà hoàn thiện cái tháp làm sao cho nó thật là đẹp để nó là mang cái tính chất biểu tượng của một dự án. Đây là công trình kiến trúc khu đô thị khá mới tại Việt Nam với thiết kế mới lạ, độc đáo. Mỗi ngày tháp biểu tượng đón rất nhiều khách đến tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghi, kỳ vĩ. Nơi đây trở thành điểm check-in thu hút nhiều giới trẻ, nhiều cặp đôi đã đến đây chụp ảnh cưới dưới chân tháp. Một kiến trúc điển hình của tháp Victory chính là tượng Tam Sư dưới chân tháp. Tượng sư tử được đặt ở 3 góc chân tháp, mỗi tượng cao 2,8m, dài 5,2m. Tượng sư tử tại Danco City lấy theo nguyên mẫu sư tử của nước Anh, biểu trưng cho sự uy quyền, giàu sang và mạnh mẽ. Nó đúng quy trình như làm cái tượng đài có sư tử hiện giờ của bên mình ấy, thì anh làm thì nhớ là kích thước nó cao 2m8 và nó dài 5m2. Thì đấy là một kích thước khá lớn cho một cái tác phẩm điêu khắc. Đây là con sư tử to nhất anh làm từ trước này, làm khá nhiều rồi nhưng mà con này là con to nhất. Từ cái bờm cho đến tất cả những cái lông chân, lông tay cho đến tất cả những cái hình khối chi tiết mà nó ở trên cái cơ thể nó thì nó có một cái độ tương phản với phần da thịt của nó. Đấy, thì hai cái chất liệu này nó nằm trên cái cơ thể này thì nó gây cái hiệu ứng rất tốt. Đấy, về cái chất điêu khắc, về thẩm mỹ. Cho nên là không, đây không phải là con sư tử thông thường nữa, mà con sư tử nó gần như là về cả cái biểu tượng sức mạnh và về cái giá trị nghệ thuật. Nếu như ở Singapore, sư tử biển mình cá biểu tượng cho nguồn gốc lịch sử hình thành quốc gia, ở nước Anh, sư tử được coi là quốc thú, thì tại Việt Nam, biểu tượng sư tử được cho là linh vật, có sức mạnh siêu việt. Tượng sư tử tại Danco City mang giá trị nghệ thuật và biểu tượng của sức mạnh. Với tâm huyết của chủ đầu tư luôn tiên phong, hiện thực hóa cam kết với khách hàng, không ngừng tạo dấu ấn đột phá với khát vọng vươn ra biển lớn, tháp biểu tượng Victory sẽ là điểm check-in không thể bỏ lỡ của mỗi du khách và là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên nói riêng cũng như người Việt Nam nói chung.